Rồi lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim nhé. Ngày hôm nay thì quay lại cái địa điểm cũ này anh em này. Địa điểm này đầu vụ đánh được khá là nhiều. Bây giờ là sáng sớm rồi mà đã có người vừa giải lưới xong thì có một anh là phạt bãi trên đỉnh kìa. Và nó cạnh đây khá là xa thì cũng không ảnh hưởng gì so với cái con chim nó về đây nó chứ này anh em này. Lần này thì cũng không biết nó có nhiều không. Đầu vụ đánh thì nó có tầm khoảng 20, bắt được hơn chục rồi anh em. Hôm nay quay lại đây, bản lưới đây. Bản lưới thì gồm đợt này đánh 3 mồi anh em. Đấy, một mồi vỉ này. Đấy, con vỉ này thì cánh nó vẫy không được dẻo nhưng mà nó không dẫy anh em. Nói chung là đánh cái này là khá là ok rồi. Đấy, một con mồi rút ở kia. Đấy, rút đây. Đấy, con lưới thì sử dụng đánh bằng cái lưới mắt 8 phân, sợi 4. Anh em có thể thấy giải trên mặt dạ này nhìn đa số là không nhìn thấy gì 100% luôn. Đối lưới này chiều cao của nó 2m2. Anh em nào có nhu cầu mua lưới thì liên hệ với số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn ở khu vực bên đây thì gồm một con mồi tung nữa. Mồi tung đây. Bùm lèo đây. Đây, mồi tung đây anh em. Bây giờ là 6:30 rồi. Đấy, thời tiết này khá là đẹp đấy anh em. Bây giờ thì đặt máy quay ở vị trí cố định nhé. Đàn chim nào ra thì quay đánh cho anh em cùng xem. Chim này anh em khô nắng đánh nó chằn linh tinh xong nó mới vào nhưng mà cũng được rồi. Đợt này đánh chim khá là khôn, chim già này anh em này, cườm này, lông mã to tướng. Tổng kết ngày hôm nay thì được có con thôi anh em. Đấy, vừa vướng người với cái thứ hai nữa là chim đàn này nó không về đây đóng nữa rồi. Đấy, đầu vụ thì nó đóng đây khá là nhiều anh em. Đấy, bàn mồi. Đấy, khi lưới nó quấn thì đây anh em này, quấn lưới thì khi quấn là nó sẽ gọn gàng như thế này. Khi mình tở ra nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, con chim bội được đây. Này, khá là to đấy. Chim đợt này vào già hết rồi anh ạ. Cườm lên to lắm này. Ok. Anh em nào có nhu cầu mua lưới thì liên hệ cho em qua cái số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn anh em nào đam mê đánh chim thì anh em có thể đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào nhé. Hẹn gặp lại anh em những cái video lần sau.